bạn đang nghe từ phonos tóm tắt sách discipline equal freedom tạm dịch kỷ luật chính là tự do tác giả joker willing ai trong chúng ta cũng muốn trở nên khỏe mạnh hơn thông minh hơn và thành công hơn và ta luôn tìm kiếm bí quyết để đạt được kết quả nhanh chóng nhất liệu có lúa tắt nào để đi đến thành công hay không? Câu trả lời đơn giản là không. Việc hoàn thiện bản thân không thể được thực hiện trong một sớm một chiều, mà phải trải qua quá trình tôi luyện. Choco Willing là một cựu quân nhân thuộc đội biệt kích SEAL, binh chủng đặc biệt tinh nhuệ trực thuộc Hải quân Mỹ, lực lượng hải quân lớn nhất và thiện chiến nhất hiện nay. Với xuất thân trui rèn trong kỷ luật thép, ông sẽ cùng bạn khám phá cách áp dụng kỷ luật vào đời sống và lý do vì sao hành động quyết liệt và triệt để với chính mình sẽ giúp bạn đạt được mục tiêu. Tác giả cho rằng sự tuân thủ các quy định của bản thân chính là chìa khóa để có được tự do. Cuốn sách này có thể sẽ là nguồn cảm hứng để xây dựng một cuộc sống kỷ luật, lành mạnh vì sức khỏe và sự nghiệp của bạn. Mời bạn cùng với Phonus điểm qua 3 nội dung chính, cũng chính là 3 bài học quan trọng trong cuốn sách Discipline Eco Freedom, Kỷ luật chính là tự do. Nội dung thứ nhất, hãy ngừng biện minh và xây dựng tính quyết đoán. Kỷ luật là thứ vũ khí giúp bạn chống lại lời thì thầm bên tai. Chỉ 5 phút nữa thôi. Khi đồng hồ vang lên tiếng chuông báo thức, kỷ luật thực chất đến từ bên trong. Nghĩa là chính những mục tiêu bạn quyết tâm đạt được mới tạo cho bạn sức mạnh cam kết đến cùng, chứ không phải sự thúc ép của người khác. Từ thuở nhỏ, tác giả Choco đã sớm biết về bản chất của chiến trường, thất bại đồng nghĩa với cái chết. Bằng mọi giá, ông phải luôn sẵn sàng về tinh thần và thể lực để áp đảo trong mọi cuộc chiến. Mục tiêu sống còn đó thúc đẩy ông tập luyện không ngừng cho bản thân và những người lính kề cận. Đến thời cơ hành động, họ đã chiến đấu hết mình và giành chiến thắng. Do đó, để rèn luyện tính kỷ luật, bước đầu tiên là hãy ngừng viện cớ. Nếu bạn muốn dậy sớm, hãy bật dậy khi nghe tiếng chuông báo thức đầu tiên. Nếu bạn muốn tập thể dục mỗi ngày, hãy mang giày vào và lao ra sân tập tính kỷ luật không chỉ trang bị cho bạn khả năng chống lại sự biến nhát mà còn hình thành trong bạn quyết tâm cao độ cam kết đạt được các mục tiêu mỗi ngày bạn sẽ luôn ở thế chủ động trong mọi việc khi kiểm soát được tâm trí bạn sẽ làm được bất kỳ điều gì mình muốn thật căng thẳng khi phải chấp hành kỷ luật nhưng cuộc sống lúc nào chẳng căng thẳng điều này rất đổi bình thường đừng lo lắng vì vốn dĩ con người chúng ta được tạo ra đủ sức chống chịu với những áp lực tột độ nội dung thứ hai kỷ luật là lựa chọn hành động bất chấp nỗi sợ và sự cám dỗ kỷ luật chính là thực hiện bằng mọi giá mục tiêu đã đề ra mà không để điều gì ngăn cản mình bạn trở thành người như thế nào là do bạn lựa chọn đặc tính bẩm sinh và môi trường giáo dưỡng luôn có tác động rất lớn nhưng cuối cùng chính bạn mới là người viết nên câu chuyện đời mình trên chiến trường để tiêu diệt được mục tiêu người lính cần nhắm bắn chính xác và tập trung cao độ tương tự trên con đường đi đến thành công bạn cần loại bỏ những gì ngăn trở bước tiến của mình và không rời mắt khỏi mục tiêu đầu tiên hãy chống lại những cám dỗ chực chờ níu chân bạn những ham muốn nhất thời sẽ làm bạn lơ là chệch hướng khỏi lộ trình tiến đến những mục tiêu quan trọng hãy để đích đến của mình in đậm trong tâm trí viết nó ra hoặc thông báo nó với mọi người xung quanh một chướng ngại khác ngăn cản ta tiến bước là thói quen gặm nhắm thất bại ai rồi cũng mắc sai lầm. Ta không thể thay đổi được quá khứ. Thay vì dây dứt và trách móc bản thân, hãy biến lỗi lầm thành kinh nghiệm để hành động khác đi. Hiện tại là thứ duy nhất bạn có thể nắm bắt, tác động và chuyển biến. Cuối cùng, hãy nhận diện và đương đầu với nỗi sợ. Kẻ thù đáng gồm thường ngụy trang dưới hình hài thói quen trì hoãn. Đương chân chừ, vì khoảng thời gian đáng sợ nhất chính là giữa lúc bạn đắn đo đến thời điểm bạn hành động trên chiến trận, sống hay chết cách nhau trong gang tất. Chỉ khi hành động quyết liệt, ta mới có cơ may chiến thắng, thay vì để vụt mất thời cơ vào tay đối phương. Nội dung thứ ba, vào khuôn phép với thói quen sinh hoạt và chế độ dinh dưỡng lành mạnh. Để thực hiện hóa tính tự giác, bạn cần bắt đầu tập ngay hai thói quen chủ chốt mỗi ngày. Một chế độ tập luyện nghiêm túc và thói quen ngủ đều đặn. Tập luyện thể lực vừa giúp hệ miễn dịch hoạt động tốt, vừa tăng lưu lượng máu bơm vào não bộ, giúp tư duy thông suốt, đồng thời giải phóng các hormone cần thiết cho cơ thể như endorphin và testosterone. Việc tập luyện không cần quá phức tạp, bạn chỉ cần để cơ thể được vận động với các bài tập như co duỗi, đi bộ, nâng tạ, bơi lội hoặc chơi một ván bóng rổ. Quan trọng hơn hết, hãy cam kết luyện tập đều đặn. Với một phòng tập tại gia không quá tốn kém, cùng những dụng cụ cơ bản bạn có thể chuyên tâm luyện tập mỗi ngày. Duy trì tập luyện cũng giúp cơ thể thấm mệt cho một giấc ngủ sâu. Khi ngủ đủ giấc, bạn sẽ hình thành thói quen chủ động dậy sớm. Phần lớn người trưởng thành cần ngủ 7 tiếng một ngày, nên nếu bạn đi ngủ lúc 10 giờ tối, bạn hoàn toàn có thể thức dậy vào 5 giờ sáng với tinh thần minh mẫn. Trên khắp thế giới, quân lính được rèn luyện để thức dậy rất sớm mỗi ngày, giúp họ luôn trong tư thế sẵn sàng nếu có đột kích để trở nên mạnh mẽ và nhanh nhẹn hơn cơ thể cũng cần đến nguồn nhiên liệu thích hợp tổ tiên chúng ta vào thời tiền sử vốn phát triển khỏe mạnh với chế độ dinh dưỡng nhiều rau và thịt cùng một lượng trái cây có hạn các khuyến cáo của tác giả là nên hạn chế dùng các loại thức ăn chứa quá nhiều đường và tinh bột hiển nhiên bạn có thể thi thoảng chiêu đãi bản thân nhưng đừng biến nó thành cái cớ để tiêu thụ quá nhiều đường vào cơ thể Bạn vừa nghe ba bài học chính trong cuốn sách Discipline Equals Freedom Through Manual: Kỷ luật chính là tự do. Không có lối tắt nào dẫn bạn đến thành công. Hãy ngừng viện cớ để bắt đầu ngay chế độ ăn uống đúng cách, tập luyện thể dục hay hoàn thành những mục tiêu bạn đề ra. Nếu được chọn một nỗi sợ, hãy sợ sống một cuộc đời tầm thường không bước tiến. Hãy sợ rằng 10 năm nữa bạn phải thức dậy và đối mặt với những dự định không thành. Sau những ngày tháng nuông chiều bản thân trong biện minh và trì hoãn, bạn hoàn toàn có khả năng tiếp nhận căng thẳng khép mình vào khuôn khổ rèn luyện và chinh phục mọi thao trường trong mỗi ngã rẽ của mình hôm nay là thời điểm thích hợp nhất để hành động và trở thành con người mà bạn hằng mong muốn cảm ơn bạn đã lắng nghe tóm tắt sách kỷ luật chính là tự do trên ứng dụng phonos hãy thường xuyên truy cập vào phonos để đón nghe những nội dung âm thanh độc quyền được cập nhật liên tục bạn nhé